Hải Bình và Kiều Trâm xin phép được quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tiệm sách Barnes & Noble cung cấp dịch vụ tả miễn phí toàn bộ báo cáo Mueller. Công ty bán lẻ sách danh tiếng Barnes & Noble cho hay họ sẽ cung cấp dịch vụ tả miễn phí toàn bộ văn bản của gần 400 trang bản báo cáo của Robert Mueller. Khách hàng chỉ việc đến các địa điểm của nhà bán sách này và đặt hàng trước, và sau đó họ sẽ nhận toàn văn bản báo cáo này sau khi nó được công bố vào hôm thứ Năm 18 tháng 4. Tim Mentor, giám đốc thương mại của công ty, tuyên bố: "Khách hàng của chúng tôi yêu cầu rất mạnh mẽ về bản báo cáo này và họ muốn có ngay, có một cách dễ dàng và miễn phí." Tuy nhiên, cũng có đôi chút khó khăn vì Barnes & Noble sẽ công bố bản báo cáo trên các tablet Nook của họ hay trên một app về đọc sách, có nghĩa là khách hàng hoặc phải có một tablet Nook hoặc phải tải qua app về đọc sách trước, thưa quý vị. Bão đã tiến vào vùng đông của Hoa Kỳ từ DC tới Florida. Một trận bão lớn từng khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và gây tình trạng mất điện cho khu vực rộng lớn ở vùng đông nam Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng tới nhiều nơi trong vùng bờ biển miền đông Hoa Kỳ vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 4, từ thủ đô Washington DC cho tới Florida. Trận bão này cho tới nay cũng tạo ra lốc xoáy, gió mạnh và mưa lớn từ vùng Ohio Valley cho tới vùng bờ biển dọc theo vịnh Mexico, gọi là Gulf Coast, trong tuần này. Đã có một người đàn ông thiệt mạng ở tiểu bang Mississippi khi xe của ông ủi vào cây. Một phụ nữ ở tiểu bang Alabama đã thiệt mạng vào tối thứ Năm khi một cây chốc gốc đổ xuống căn nhà mobile home của bà. Một người khác đã thiệt mạng trong tai nạn xe liên quan đến thời tiết ở gần thành phố Gilbert, tiểu bang Mississippi. Bão gây mất điện tại nhiều khu dân cư ở Alabama, Louisiana và Texas vào chiều tối ngày thứ Năm. Sở khí tượng quốc gia cũng xác nhận là có 2 cơn lốc xoáy đang xảy ra ở quận Dade County, tiểu bang Missouri. Thưa quý vị, Tổng thống Trump từng sợ bị mất chức khi ông Mueller bắt đầu điều tra. Vào ngày thứ Năm 18 tháng 4, Tổng thống Donald Trump tỏ ra vui mừng sau khi Bộ trưởng Tư pháp William Barr công bố bản báo cáo điều tra viên đặc biệt Robert Mueller và nói rằng không có dấu hiệu cho thấy ban tranh cử của Tổng thống thông đồng với người Nga và không thể xác định Tổng thống phạm tội cản trở công lý đứng về phương diện pháp luật. Tuy nhiên, theo bản báo cáo được đưa ra, tình hình cách đây gần 2 năm không phải như vậy, mà ngược lại, vì lúc đó ông Trump thật sự lo ngại khi biết Bộ Tư pháp bổ nhiệm ông Mueller để mở cuộc điều tra. Theo Fox News, lúc đó ông Joseph Jody Hunt, chánh văn phòng của ông Jeff Sessions, Bộ trưởng Tư pháp, viết lại, khi ông Sessions nói với Tổng thống là một điều tra viên đặc biệt vừa được bổ nhiệm, Tổng thống Trump ngồi phịch xuống ghế và nói, trời đất, cái này tệ thật, đây là sự kết thúc sự nghiệp Tổng thống của tôi bị chơi rồi. Bản báo cáo tiếp tục, Tổng thống trở lại với hậu quả của vụ bổ nhiệm và nói, mọi người nói với tôi nếu ông có một trong những công tố viên độc lập này, nó sẽ làm hỏng sự nghiệp Tổng thống của ông. Nó sẽ kéo dài trong nhiều năm và tôi sẽ không thể làm bất cứ điều gì. Đây là điều tệ hại đối với tôi từ trước tới nay. Hoa Kỳ đã phát hiện nhân viên hàng không làm việc cho quân đội Trung Quốc. Vào ngày 17 tháng 4, CNN trích nguồn tin của Bộ Tư pháp cho biết một cựu nhân viên của một hãng hàng không Trung Quốc tại hai sân bay lớn phục vụ cho New York đã nhận tội trước các cáo buộc trọng tội bắt nguồn từ việc vận chuyển các gói hàng bất hợp pháp thay mặt cho quân đội Trung Quốc. Ying Lin là một công dân Hoa Kỳ nhập tịch từ Trung Quốc. Theo cáo buộc của các công tố viên, người phụ nữ này nhận các gói hàng từ các sĩ quan quân đội Trung Quốc làm việc tại Liên Hiệp Quốc ở New York và đưa chúng lên các chuyến bay tới Trung Quốc mà không có mặt các sĩ quan này trên máy bay. Một sự vi phạm các quy tắc an toàn hàng không của Hoa Kỳ. Đổi lại thì bà Lin được miễn thuế khi mua rượu, thuốc lá và các thiết bị điện tử, các đặc quyền mà giới chức Hoa Kỳ cho là có trị giá hàng chục ngàn Mỹ Kim. Vào ngày 18 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khạng tuyên bố khi chính quyền Hoa Kỳ đưa ra các cáo buộc như vậy, họ phải có bằng chứng cụ thể thay vì chỉ cố gắng đuổi hình bắt bóng, vì điều này sẽ mang lại những tác động tiêu cực đến mối quan hệ song phương. Thưa quý vị, kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng khiêm tốn với NAFTA mới. Hiệp định thương mại Bắc Mỹ của Tổng thống Donald Trump sẽ thúc đẩy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng khiêm tốn, một cơ quan liên bang độc lập kết luận như vậy. Ủy ban Thương mại Quốc tế hôm thứ Năm 18 tháng 4 nói thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada của ông Trump có giúp kinh tế Hoa Kỳ tăng 0.35%, tương đương 68.2 tỷ Mỹ Kim và thêm 176.000 công ăn việc làm sau 6 năm kể từ khi nó đi vào hiệu lực. Đó là mức tăng trưởng nhỏ bé trong nền kinh tế 21.000 tỷ Mỹ Kim một năm và thị trường lao động bao gồm gần 151 triệu người. Luật pháp quy định phải có một phân tích của Ủy ban và phân tích này dự kiến sẽ khơi ra một cuộc tranh luận gay gắt trong Quốc hội về Hiệp định Thương mại khu vực được thiết kế để thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA 25 năm tuổi.
NAFTA xóa bỏ hầu hết các rào cản thương mại giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico, dẫn tới giao thương tăng mạnh trong khu vực. Bản tin đời sống nối tiếp cho biết một nghệ sĩ đã dùng máy khoan nha sĩ để khắc hoa văn trên vỏ trứng. Âm thanh duy nhất trong xưởng của Sylvia Karsten-Nowinska là tiếng ồn của mũi khoan nha sĩ mà cô sử dụng để khắc hoa văn trên vỏ trứng ngỗng. Được đặt trụ sở tại thành phố Lublin của Ba Lan, cựu nhân viên của hàng trang sức đã biến trứng ngỗng thành đồ trang trí chạm khắc phức tạp được gọi là Pisanski trong tiếng Ba Lan. Pisanski là những quả trứng được trang trí, được sử dụng làm vật trang trí trong lễ hội phục sinh của Kitô giáo tại Ba Lan. Krasnoy-Nowinska chế tạo những sản phẩm của cô từ trứng ngỗng mà cô nói rằng cô đã yêu như một nguyên liệu nhờ vào sự tinh tế của chúng và vỏ của chúng trắng như tuyết. Công việc khởi đầu như một sở thích và giờ đã trở thành một công việc toàn thời gian của cô. Và đồng thời cô cũng mang đến hương thơm cho những vỏ trứng của mình để tạo sự ngạc nhiên cho khách hàng. Thưa quý vị, thợ lặn của Úc giải cứu đội bóng được vinh danh bởi quốc vương Thái Lan. Các thợ lặn người Úc Richard Harris và Craig Challant đã nhận được huân chương Derek Gunnarborn đáng ngưỡng mộ nhất từ vua Thái Lan vào thứ Sáu 19 tháng 4 như một lời cảm kích vì đã cứu 12 thanh niên Thái Lan và huấn luyện viên của họ khỏi bị mắc kẹt trong một hang động ở phía bắc tỉnh Chiang Rai hồi tháng 7 năm 2018. Đội bóng đá Lợn Hoang bao gồm các thành viên từ 11 đến 16 tuổi và huấn luyện viên 25 tuổi của họ đã bị mắc kẹt vào năm ngoái lúc khám phá khu phức hợp hang động ở tỉnh phía bắc của tỉnh Chiang Rai khi một trận mưa như chút nước tràn vào các đường hầm. Sau khi suy nghĩ nhiều ngày về cách đưa 13 người ra ngoài, một hoạt động cứu hộ quốc tế có sự tham gia của khoảng 90 thợ lặn với 50 người trong số họ từ nước ngoài đã được triển khai. Được biết, được khởi xướng bởi quốc vương Bumibol quá cố vào năm 1991, giải thưởng Derek Gunnarborn được trao tặng cho những cá nhân đã thực hiện các dịch vụ cao quý cho vương quốc. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau thông tin thương mại, Hải Bình và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.